tiếng hát kinh cùng hân hoan kén tâm tình. Xin chúc mừng đoàn lâm thánh nhân trôi người khắp cả thiên đình. Xưa vững lòng vì Chúa tiến tới vườn bao nghi khó trong đời. Son sẵn một tình mến Chúa luôn tìm trong phung vinh quê trời. Một tình yêu thâm nồng ngày đêm nung nấu tâm can. Coi lời dành chốn gian trần như mộng mơ vun qua lần. Từng giây phút ân cần đời trông chiêm ngắm thiên nhàn. Cho dù nguy khó muôn ngàn hằng tin chung vẹn toàn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lan ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Gió sớm lâng lâng quyện sáng về, thấp thoáng bóng chân người thôn nữ, viếng mồ chẳng ngại dẫm sương khuya, xăm xăm quay gót băng đồng nổi, thôn nữ vui mừng vượt nắng trong. Kính thưa cộng đoàn, đó là một lời thánh thi thật tuyệt vời, nói về hình ảnh một người thôn nữ trong buổi sáng ngày Chúa phục sinh, và người thôn nữ đó chính là Thánh Maria Magdalena. Hình ảnh thánh nữ bước đi trong đêm tối để tìm Chúa quả thật là đẹp. Đúng hơn phải nói là quá đẹp. Chị không quản ngại khó khăn, không sợ hãi trước quân lính Roma canh mồ, cũng như người Do Thái đang thù ghét các môn đệ những người theo Chúa. Chị chẳng ngại dẫm sương khuya, chị can đảm thẳng bước vào chốn hiểm nguy để tìm gặp Chúa, cho dù lúc đó chị nghĩ rằng chị chỉ có thể tìm gặp được thân xác của Chúa mà thôi, một thân xác đã chết. Tuy nhiên, chính sự can đảm ấy đã đem đến một kết quả thật bất ngờ. Không phải chị gặp được một thân xác đã chết, nhưng chị gặp được chính Đấng phục sinh. Đó là một hồng ân, một ân huệ rất lớn Chúa ban cho thánh nữ. Hơn thế nữa, thánh nữ còn được Chúa trao cho nhiệm vụ là người đầu tiên đi loan báo tin mừng Chúa phục sinh cho các tông đồ của Ngài. Chúng ta biết rằng
kể từ năm 2016 mới đây thôi, Giáo hội mừng lễ Thánh Maria Magdalena với bậc lễ kính. Thông thường, lễ kính được dành cho các vị thánh tông đồ hoặc là các vị thánh có ảnh hưởng lớn trong giáo hội. Thế mà Thánh nữ Maria Magdala, mặc dù không phải là tông đồ, thế mà Ngài vẫn được giáo hội mừng ở bậc lễ kính. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó nghĩa là Thánh nữ Maria Magdalena được đặt gần như là ngang hàng với các tông đồ. Trong quyết định nâng bậc lễ từ lễ nhớ lên lễ kính cho ngày lễ mừng Thánh Maria Magdalena, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời của Thánh Thomas Aquino tiến sĩ khi gọi Thánh nữ là tông đồ của các tông đồ. Chúng ta thấy đây là một danh xưng rất hay và cũng rất đúng về Thánh nữ Magdalena. Đúng như vậy, theo trình thuật tin mừng chúng ta nghe hôm nay, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Thánh nữ Maria Magdalena là người đầu tiên loan báo tin mừng Chúa sống lại cho các tông đồ được biết. Tông đồ có nghĩa là được sai đi để loan báo tin mừng. Thánh Maria Magdalena thực sự là người đầu tiên được Chúa sai đi loan báo tin mừng cho chính các tông đồ của Chúa. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, Thánh sử Gioan cũng xác nhận sự việc đó. Chúng ta thấy một điều thật đặc biệt ở đây, đó là người đầu tiên gặp Chúa phục sinh không phải là tông đồ trưởng Phêrô, không phải là Thánh Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu yêu quý, cũng không phải là bất cứ tông đồ nào khác, mà lại là một người phụ nữ bình thường, đó là chị Maria Magdalena. Hơn thế nữa, như đã nói, bà cũng là người đầu tiên nhận được lệnh truyền đi loan báo tin mừng Chúa sống lại. Kính thưa cộng đoàn, cũng không phải là vô lý mà giáo hội nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ Maria Magdalena như vậy đâu. Còn một điều khác mà chúng ta cần phải học nơi Thánh nữ, đó là sự trung kiên, sự quả cảm, can đảm khi đi theo Chúa. Chúng ta không biết nhiều về tiểu sử của Thánh nữ, tuy nhiên trong suốt hành trình Chúa Giêsu rao giảng, tên của Maria Magdalena được nhắc đến khá nhiều lần trong các sự kiện khác nhau. Cao điểm nhất là giờ phút Chúa Giêsu bị bắt, Chúa bị đánh đòn và bị đóng đinh trên thập giá. Các tông đồ kia đã bỏ chạy gần hết, ngoại trừ người môn đệ yêu quý của Chúa Giêsu là Thánh Gioan. Và Thánh nữ Maria Magdalena vẫn âm thầm theo Chúa dưới chân thập giá cùng với Đức Mẹ Maria tất nhiên rồi. Riêng ở điểm đó thì chúng ta thấy cả bốn sách tin mừng đều xác nhận, đều ghi một cách chi tiết tên của Thánh nữ Maria Magdalena trong sự kiện Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Quả thật, Thánh nữ là một mẫu gương đáng khâm phục cho chúng ta về lòng trung kiên, về sự can đảm đi theo Chúa, cho dù chúng ta thấy trong hoàn cảnh u ám đen tối nhất, đó là lúc Chúa Giêsu chịu chết, chịu mai táng trong mồ rồi, nhưng Thánh nữ vẫn một lòng yêu mến, vẫn một lòng tìm Chúa, vẫn can đảm đi vào nơi hiểm nguy, đi vào nơi khó khăn để tìm Chúa. Chúng ta ý thức rằng việc loan báo tin mừng không phải là việc dành riêng cho các tông đồ, cho các môn đệ, cho các linh mục, các tu sĩ mà thôi, nhưng là dành cho tất cả mọi người, tất cả mọi Kitô hữu. Ai cũng có thể là tông đồ của Chúa khi họ dám can đảm rao giảng tin mừng của Ngài. Chính mẫu gương của Thánh nữ Maria Magdalena đã chứng minh cho chúng ta thấy được điều đó. Chúng ta cầu xin Thánh nữ chuyển cầu cho tất cả chúng ta, để chúng ta cũng không quản ngại khó khăn, không quản ngại gian khổ. Chúng ta sẵn sàng ra đi, sẵn sàng băng cả vào những nơi nguy hiểm nhất để chúng ta làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa. Xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta. Xin Chúa ban ơn chữa lành và bình an cho những anh chị em đang bị nhiễm virus corona. Xin Chúa gìn giữ những nhân viên y tế, những người thiện nguyện đang chăm sóc các bệnh nhân, đang băng mình vào nơi nguy hiểm để mà phục vụ anh chị em, để đem tin mừng tình yêu của Chúa đến cho những người đó.
chúng ta xin Thánh Nữ Maria Magdalena chuyển cầu cho tất cả chúng ta, cũng như là ban cho chúng ta, gìn giữ chúng ta ơn bình an. Amen. Chúa ngự trong bi tín mình thánh, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ương ao rương Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rương Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thân. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Thank you.
mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng, làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời. Chúa ơi, từng phút giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đầy. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm em bé. Nếu Chúa là suối bón, con muốn làm đàn nai, làm đàn nai luôn mong suối bón, làm em bé luôn mong mẹ hiền. Chúa ơi, từng phút giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đầy.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha Thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn lên nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thân. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngồi hài xuống thế làm người. Chúa tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kéo phải chết tươi ăn năn tội trắng tim. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào?
thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa, con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trông cậy đó Thánh Nương Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đương nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Hằng chứa chúng con chớ khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy ra tìm cực thanh cực tịnh đó Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy ca thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.